nào có nhiều đâu, không hết rau không chứ gì đó. Đây là bò kho củ chi hả chú Bảy? Củ chi á. Chú nấu sao? Ờ cứ nấu sao thì hên xui à. Hên xui à. Đây là bò củ chi nha, món đặc sản củ chi. Đó. Tao thử coi. Dạ. Thôi dẹp rượu đi. Ê, cho anh dẹp rượu để tôi uống chứ. Tôi với mấy này uống á. Xếp vào đây uống. Năm bữa nay bà xui, ngày mai tụi nó hụng con bò kia chưa làm thịt nên đứa em mất điện mà mơ ra nè. Chưa phải ấy kiếm vài ký về chứ có không ạ. Thôi hết đi cho mẹ. Cuối múc ăn cho nó thoải mái đi. Mà chạy nó chạy mẹ. Món gì đây? Món đó hả? Bún á. Ngày bún là đặc sản Củ Chi luôn. Bún trăng này hả? Dạ. À món đây là bún. Bún bò kho. Bún bò. Nhưng mà ở đây có ăn thêm với lại đậu phộng rang. Đúng rồi, bún thì bỏ đậu phộng rang mới ngon. Đó, đậu phộng rang nó mới ngon, đúng không vậy? Con thấy chỉ có ở Củ Chi mới ăn phong cách này thôi nha. Chỗ khác là không có ăn gì vậy. Châm thêm vô cho nó nóng ngon, nó ngon, nó nguội đúng không? Kêu thứ bảy rồi lên nha. Kêu thứ bảy ăn luôn ta. Chị Bảy ơi. Bà vô đây bà ăn với bà Năm cho nó vui bà Năm. Chị Trang ít nước vậy thôi hả con? Thật sự chị Năm tại đâu. Trang nhiêu Trang mà còn ăn. Anh ra hết canh thịt là thịt gì thì chú Bảy cho anh. Bò. Nó bò kho. Bò kho ăn ít nước vậy thôi. Ờ cho anh vô. Dạ. Này gà hả? Gà. Chị ăn. Rồi ăn đi. Để chan vô nữa. Từ la. Cho mời các cô các chú. Rồi rồi rồi. Nước rồi. Nước rồi. Nước rồi. Nước không? Không ăn luôn hả? Cái nhỏ. Cái nhỏ của anh thấy anh đi kẻ lên truyền hình nha. Truyền kẻ truyền hình đi. Được không Ngọc Huệ? Em biết không sao? Bây giờ tao thất nghiệp tao về nè. Đi không có làm được. Cho nên hỏi có làm không? Mà nhớ Linh rồi chứ có làm đúng không? Uống miếng còn rượu ngon lắm, nghe đầu tiên nhắm đi này, ngon lắm ạ. Thôi nó lấy xài. Thôi là nó uống hết rồi. Mấy kia bữa lên uống khoái quá, nó rượu ngon lắm. Nó Sài Gòn không có món này đâu. Cái thịt bò. Bò. Ăn ăn ngon cái đó là quay phim trước hả Ngọc Huệ ha. Chỉ ăn chỉ chưa biết món này sao. Chú Bảy nấu món này sao. Ừ. Cái da nó phải thui lên mà chứ. Thui. Cái này là bê. Thui. Rồi trong đây có da đâu. Có cả lòng nữa. Có da. Là muốn có lòng chỉ có trái cạc thôi. Ăn da hả? Đây da có đây. Cái cạch, sắp đất cạch rồi. Đó. Mày cũng thận da hả mày? Không, bà. À, bà Năm gì chứ bà chịu ăn da lắm. Hồi xưa bò bà cứ bà mua cho bà, phải mua cho bà miếng da mà khỏe. Thì chi, à, da má Năm bây giờ vẫn... Ờ, bà chịu ăn cái da lắm. Có vẻ, da nè. Thôi, da. Bà hồi mua bò chứ xuống cho bà phải mua bà da. Đây là phong cách ăn mới hả? Mông Cổ. Cái này cũng có lâu rồi.
cháy không? Nó cháy không? Không cháy đâu. Wow, hấp dẫn nghe. Là chim đi em. Đây là bò nướng đá. Bò nướng đá. Kiểu bông cổ, nướng đá. Đá nó không hề bị cái người ở vùng cao á, nướng chỗ này là rất là nóng luôn. Nhưng mà bò nó chín tự nhiên sẽ giữ được độ ngọt. À, em yêu. Em yêu nấu cơm chưa bà ra đó? Em yêu nấu cơm chưa? Chưa khuê đâu mà, mấy chị này chưa khuê, nó chưa thấy được. Khuê, à, để rồi bây giờ bò đã chín rồi đó. Bò như vậy là chín rồi phải không anh? Chưa chín rồi á. Đó, chín rồi, nhìn miếng bò nó xém luôn nè. Đó, miếng bò nhìn ngon chứ nè. Cục đá mà em quán nó là nó rất là đặc biệt. Dù đốt lên nhưng mà nó không có bị ám khói đen. Sớm vậy. Cái hương vị nó như thế nào anh? Ngon. Núm màu anh, núm màu anh. Tôm. Món gì đây anh? Gọi tôm, bò tạt. Gọi tôm. Em cầu anh chị lấy bò tạt đi thì em cứ lấy bò tạt ra cho. Đây là món tôm tắm mắm Thái. Tôm tươi. Tươi này không, chấm mắm nhưng mà sau đó là mình cắt chỉ ra rồi mình bóc cái chỉ ra, sau đó là mình bề lên và mình dưới mắm Thái vào. Nhưng mà chấm chấm mình đủ đủ. Trong nước mắm này là nó sẽ có tỏi tắc này, có nước sốt. Nướng kiểu mông cổ. Dạ, cái này nước đá. Cái này là mực tạt bỏ nước chấm. Đây là nước cảm để ăn với lại tôm. Em ơi cho anh giữ canh. Có bột tạt vô. À, canh luôn. Nhậu thôi.
gà tươi, gà sống em nào? Cái này là làm gỏi hay là hấp lá xanh gì ạ? À không, chị Tâm hỏi là em hơi làm gỏi. Bây giờ nè, cắt ra để làm gì? Không, cái này thôi à. Không phải làm gỏi, không em tưởng là nó đi ra để làm gỏi. Tháo tạo, tháo tạo. Con gà này là bao nhiêu tiền? Con gà này là hơn 300 nghìn ạ. 300 à? Anh ơi, đây là 500 em tí ra. Anh Nguyên này hát kiếm chưa? Hồi nay cũng là bị tra tấn à? Ta hát hay mà ta hát, đừng gọi ai hát. Kêu bạn nhỏ lại tí thôi. Dạ để em xong em kêu bạn đọc đi. Được không? Đọc đi. Học về con gà nha. Bạn tái một con gà như rồi quá khéo rồi. Khéo à? Người đã sinh mà cắt gà còn ngon nữa. Đúng rồi. Nhìn hấp dẫn quá phải không? Rồi chị chủ quán cắt xong một con gà chỉ trong khoảng 3 phút đồng hồ thôi, rất là nhanh. Kéo này cắt kéo quá hơi bé hả? Kéo này là kéo inox 100% á chị, nên là nó không có reset, nó không có gì hết. Chuyên cắt gà làm xong cái là luộc lên cái, hấp lên cái. Wow, khéo tay quá. Gà này ăn với lại muối tiêu chanh chanh bao. Cái đường chuẩn bị đến đường cô nhà anh Nguyên đấy. Đây là muối tiêu. Anh Nhã. Đây. Anh Nguyên. Đấy. Hát bài anh. Từ từ. Đang ngồi ăn cường rồi. Cái đường nào? Anh cường.